6 có ăn 6 với 10 có ăn ốc dừa chưa? Bạn chơi có ăn ở đây không? Chưa. Dạ, ốc dừa đó bác, chưa gì nước rồi. Hồi xưa lúc mà còn ở đây có ăn. Dạ. Lâu lắm rồi. Chứ cảm thấy là công ty nhiều tour lắm, do đó mà anh em cứ xây phim với nhau. Khi mà ít tour thì khi mình đi tour về nghỉ 1-2 ngày gì đó, rồi sau đó đi nhận người nhận một tour khác đi nữa. Cũng là cái hướng này luôn. À, không mà tất cả những điểm trong nước. Có cái đoàn cũng có đoàn tour nào đi 2 ngày, 1 ngày. Dạ có. Cũng có 2 ngày đi Vũng Tàu, có 2 ngày.